Công Phượng và Viên Minh quyền lực thế nào khi về chung nhà, bố nàng là giám đốc ngân hàng, chàng là cầu thủ nổi tiếng kiêm doanh nhân. Sau thời gian hẹn hò, ngày 16 tháng 11 vừa qua, Công Phượng và Viên Minh đã chính thức về chung một nhà bằng lễ cưới bí mật tại thành phố Hồ Chí Minh, để đảm bảo ngày trọng đại được diễn ra riêng tư nhất, cặp đôi đã thắt chặt an ninh đến mức tối đa, chỉ mời gia đình và những người bạn bè thân thiết đến tham dự. Đặc biệt sau lễ cưới, không ít người còn dành sự quan tâm lớn đến gia thế, tài năng và tiềm lực tài chính của Viên Minh và Công Phượng. Nếu Nam cầu thủ được biết đến là một trong những chân sút trẻ hàng đầu Việt Nam, được nhiều người săn đón thì Viên Minh cũng là một trong những tiểu thư có gia thế châm anh. Công Phượng được biết đến là cầu thủ nổi tiếng nhất nhì của làng bóng đá Việt Nam, nói rõ hơn, chân sút sinh năm 1995 thuộc nhóm cầu thủ Việt nhận lương cao nhất tại V-League. Thậm chí từng xuất hiện thông tin cho hay lương của Công Phượng nhận tại câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh lên đến con số 100 triệu đồng một tháng và mức lương cho việc xuất ngoại để thi đấu rơi vào khoảng 10.000 USD một tháng, khoảng 231 triệu đồng. Không chỉ có mức thu nhập ổn định đến từ bóng đá, Công Phượng còn rất tích cực kinh doanh bằng cách mở hai quán cà phê của riêng mình với tài năng kinh doanh vốn có. Gần đây Công Phượng còn bắt tay với đồng đội để kinh doanh quán bánh tráng thịt heo. Đến nay anh đã tự tích lũy cho mình khối tài sản đáng mơ ước ở tuổi 25 gồm một chuỗi quán cà phê, nhà hàng và loạt xe mô tô đắt giá. Dù mức lương không bao giờ được tiết lộ nhưng có nhiều đồn đoán cho rằng công phượng nhận tối thiểu 100 triệu đồng một tháng khi chơi tại V-League. Khi thi đấu cho các đội tuyển ở nước ngoài, công phượng cũng nhận mức lương rơi vào khoảng 231 triệu đồng. Trong khoảng thời gian thi đấu ở Hàn Quốc, nam cầu thủ còn sắm được xe hơi riêng sang trọng. Ngoài ra anh cũng sở hữu bộ siêu tập xe mô tô đắt đỏ. Ở tuổi 25, công phượng đã sở hữu một chuỗi quán cà phê nổi tiếng. Về phần Viên Minh, cô có trình độ học vấn cực khủng khi tốt nghiệp loại xuất sắc chương trình thạc sĩ ngành quản trị kinh doanh của Đại học Quốc tế RMIT vào tháng 8 năm 2019. Được biết Viên Minh lúc này đang làm việc cho công ty của gia đình ở thành phố Hồ Chí Minh. Ngoài ra Viên Minh cũng là người đồng hành cùng Công Phượng khi xây dựng mở công ty riêng về tiếp thị thể thao và cùng bạn trai sáng tạo ra một thương hiệu thời trang riêng dành cho giới trẻ. Nhờ tài kinh doanh, Viên Minh có được cuộc sống khá giả, xả stress bằng những chuyến du lịch nước ngoài. Đáng chú ý hơn cả, Viên Minh còn được sinh ra trong bách quyền lực, bố cô là giám đốc ngân hàng nhà nước Việt Nam chi nhánh tại thành phố Hồ Chí Minh. Viên Minh hiện đang làm việc cho công ty của gia đình, ở tuổi 25 cô còn cùng Công Phượng mở công ty tiếp thị về thể thao và cửa hàng thời trang. Không thường xuyên khoe cuộc sống sang chảnh như các tiểu thư khác nhưng với tần suất du lịch liên tục ở các quốc gia trên thế giới, đã thấy Viên Minh có cuộc sống rất thoải mái. Được biết bố của Viên Minh là ông Tô Duy Lâm, giám đốc ngân hàng nhà nước chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh suốt hai nhiệm kỳ.